Lạy Chúa chúng con về từ bóng trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp muôn làng, cùng quê lớn sông người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Anh chàng con mang theo đầy đau buồn của thế giới, anh chàng con mang theo cho cảm ơn của dân nghèo. Về đây xin dâng cha trong lo âu, đưa hai tay muôn chung xây thế giới mới. Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp muôn làng, cùng quê lớn sông người hành hương về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo cuộc nỗi loạn của người trẻ, hành trang con mang theo niềm lo sợ của lớp già. Về đây xin dâng cha trong lo âu, đưa hai tay muôn chung xây thế giới mới. Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp muôn làng, cùng quê lớp sông người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng, cùng với lớp sau người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm chân lý, hành trang con mang theo mọi xây dựng tìm công bằng. Về đây xin dâng cha trong lo âu, đưa hai tay muôn chung xây thế giới mới. Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng, cùng quê lớp sông người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. We'll be right back.
badanku kurus bukan kurang makan, mataku
in summertime, love in summertime, love. In summertime, rolling in summertime, rolling. In summertime, love in summertime, love. In summertime, rolling in summertime, roll. So that is why today the Lord is with us and He guides us and He leads us to be together again in Kalang. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta ở đây và chúng ta tin tưởng rằng tiếp tục Chúa hướng dẫn chúng ta, Chúa đưa chúng ta đi và chúng ta chỉ đạo cho chúng ta. Làm vinh danh Cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán rằng: Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tôi xin cho các tín hữu đã qua đời, những người đã đi tìm tự do và đã bỏ xác trên biển cả, cũng như những người đang nằm tại nơi thế này khi còn sống đã tin tưởng và yêu mến Chúa, sống được Chúa đưa vào hướng hạnh phúc muôn đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nếu là những người công chính ở trong tay Chúa, xin cho các linh hồn người anh em thấy thánh thể ga lăng của chúng con là anh Phêrô Nguyễn Minh Tú, Phêrô Nguyễn Tấn Anh, Doan Basista Nguyễn Phi Hùng, Phêrô Nguyễn Quang Trung, anh Phêrô Phan Văn Hoan, Phan Hồng Quang, Rosa Lại Thị Tươi và hai linh hồn như xe đã qua đời khi còn sống, đã hiến thân vì hội thánh và phần rỗi các linh hồn, được phụng phúc tiên đề, Chúa hứa ban cho những đầy tớ trung thành. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa là đấng an ủi kẻ u phiền, xin cho chúng con đang tưởng nhớ người thân đã qua đời luôn tìm được mọi nơi Chúa nguồn an ủi và bình an trong tâm hồn. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Xin cho chúng con luôn biết trông cậy phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và ý thức thân phận con người mong manh, để không ngừng căn tân đời sống, chăm lo làm việc làm phước đức, chuẩn bị cho đời sau. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, con một Chúa đã sáng thế làm người, thế của Chúa nhân loại. Xin đoái nhận tâm hồn cho chúng sanh và ban cho các thiên hứa đã qua đời, sống trong nhân được ơn an cơ độ của con Chúa, người hàng song và hình chỉ muôn đời. Amen. Thank you.